Hành trình của một học viên khi tham gia khóa học trực tuyến tại PT Helper sẽ diễn ra như thế nào? Giai đoạn 1, xác định trình độ qua bài đánh giá đầu vào. Giai đoạn 2, tham gia lớp tiếp xây dựng nền tảng. Giai đoạn 3, tham gia các lớp học chuyên sâu, cải thiện kỹ năng cùng thầy cô. Giai đoạn 4, đánh giá tổng quan các kỹ năng, sẵn sàng cho kỳ thi chính thức. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu với từng giai đoạn học tập chi tiết của Trinh tại PT Helper nhé. Giai đoạn 1, kiểm tra đầu vào. Đầu tiên, sau khi tham khảo rất nhiều trung tâm tư vấn, thì Trinh đã quyết định đăng ký một bài test đầu vào tại PT Helper. Bài test cực kỳ cô đọng, chỉ diễn ra trong vòng 20 phút online, đánh giá tổng quát 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của Trinh để xác định được bạn đang ở trình độ nào. Dựa trên kết quả đó, trực tiếp chính các thầy cô giáo tại PT Helper sẽ đề xuất cho bạn một lộ trình học phù hợp với trình độ, mục tiêu và thời gian mà bạn đặt ra. Sau khi nhận được tư vấn cùng đội ngũ chuyên viên tư vấn và đã hiểu rõ lộ trình học tập của bản thân, Trinh đã quyết định đăng ký học tại PT Helper và thực hiện chuyển khoản. Ngay sau khi hoàn thành thanh toán, Trinh sẽ nhận được một hợp đồng đào tạo thông qua địa chỉ email, nêu rõ chi tiết nội dung từng buổi học, cũng như cam kết về chất lượng dịch vụ giảng dạy tại PT Helper. Kèm theo đó, bạn cũng sẽ nhận được một tin nhắn từ chuyên viên giáo vụ, hẹn trực tuyến hỗ trợ thao tác các bước nhập học và cách sử dụng các công cụ học tập độc quyền tại PT Helper. Trong trường hợp bạn không thể tham gia buổi này, Trinh vẫn sẽ nhận được bản lưu lại về nội dung này. Giai đoạn 2, xây nền PTE. Đến với lớp học tips từ 4 đến 6 buổi tùy thuộc vào mục tiêu, giúp cho Trinh cải thiện được kiến thức nền tảng PTE chắc chắn. Cùng với đó là những chiến thuật làm bài, mẹo, tips chi tiết. Và Trinh hoàn toàn cũng được tương tác, đặt câu hỏi và trò chuyện với các thầy cô giáo thông qua lớp học trực tuyến này. Dạ cô ơi, vậy mình gặp từ khó thì mình xử lý như thế nào để không mất độ trôi chảy thì cô? Đối với từ khó thì mọi người sẽ cần phải biết cách xử lý nó, tại vì nhiều khi mình không biết cách đọc đâu. Mình chỉ có cố gắng làm sao xử lý nhanh chóng nhất để mà giữ được cái độ trôi chảy thôi. Thấy không? Thì cứ đến từ khó mọi người cắt nhỏ nó ra, làm nhiều những cái mặt chữ mà tiếng Việt mình có thể đọc được, ví dụ humanities nè, đúng không? Khi đến ca học của mình, Trinh chỉ cần truy cập vào hệ thống My Learning của PT Helper để lấy Zoom code khi tham gia khóa học. Vậy My Learning là gì? My Learning chính là hệ thống hỗ trợ học tập toàn diện mà PT Helper đã tự mình phát triển, cô đọng lại mọi thứ, all in one. Bạn sẽ tìm được tất cả mọi thứ từ Zoom code đến tài liệu học tập hay đăng ký lịch thi cũng như gửi bài tập về nhà đều trên nền tảng này. Giai đoạn 3, luyện thi chuyên sâu. Sau khi kết thúc các buổi học nền tảng PTE ở lớp Tips, Trinh sẽ tiếp tục hành trình của mình tại lớp học luyện thi chuyên sâu bằng cách áp dụng trực tiếp các kiến thức đã học được ở lớp Tips. Rồi, tới cái chỗ trống của mình đúng chưa? Bây giờ là mọi người, thường á, khi mà mình làm những cái câu reading này, sẽ thấy các bạn hay để ý tới cái nghĩa của nó thôi, đúng không? Lúc này, bạn sẽ cùng được giải đề với các thầy cô, cùng làm bài học tập với các bạn, hoàn thành bài tập về nhà trên nền tảng độc quyền PT Tools. PT Tools chính là nền tảng học tập mô phỏng giống đến 90% bài thi PT thực tế. Các bài test của học viên sẽ được chấm bởi công nghệ AI tiên tiến, cho ra kết quả vô cùng nhanh chóng, giúp học viên có được đánh giá chính xác trình độ hiện tại của bản thân. Và bên cạnh đó, Trinh cũng được yêu cầu hoàn thành các bài kiểm tra như bài Speaking Test, Mock Test theo đúng lộ trình trên sổ tay mà các thầy cô giáo cung cấp. Đến với sổ tay học viên, đây chính là một trong những bí quyết học thuật mà PT Helper vô cùng tự tin xây dựng dựa trên kinh nghiệm giảng dạy và sự thành công của hơn 25.000 học viên. Với cuốn sổ tay này, hàng ngày, hàng tuần học tập, Trinh sẽ không bao giờ bị mất phương hướng và bạn sẽ luôn chủ động khi biết rõ rằng mình cần học gì, làm gì, học kỹ năng nào theo đúng như lộ trình đã lên sẵn. Và trong quá trình học tập, khi gặp khó khăn gì, bạn chỉ cần liên hệ tổng đài học thuật để có thể được giải đáp. Thì cái phát âm của Trinh khá là tốt rồi nè, nhưng mà có một vài chữ chưa để ý hơn nha. Tổng đài học thuật chính là giải pháp học tập độc quyền mà bạn chỉ có thể tìm thấy tại PT Helper. Đây chính là nơi quy tụ đội ngũ thầy cô giáo giàu kinh nghiệm luyện thi, tận tâm hỗ trợ, luôn túc trực 24/7 lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của bạn trong quá trình học tập. Giai đoạn 4, trước khi thi. Sau một chặng đường ôn tập chăm chỉ và khá tự tin vào trình độ của bản thân, lúc này Trinh đã quyết định đăng ký thi PT chính thức. Với một thao tác cực kỳ đơn giản, bạn chỉ cần đăng ký trên hệ thống My Learning. Các thầy cô giáo tại PT Helper sẽ hỗ trợ book lịch thi cho bạn. Cùng lúc đó sẽ có một thông báo gửi về trực tiếp cho các thầy cô. Lập tức sắp xếp một buổi học đánh giá tổng quan. Trong vòng từ 40 đến 60 phút, trực tiếp 1-1, Trinh sẽ được các thầy cô giáo chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, những lỗi sai và mẹo cải thiện, giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất trong lần thi đầu tiên. PT Helper cam kết 5-0 với học viên. 1. Không tư vấn, quảng cáo sai sự thật.
Lộ trình học tập tại PT Helper được cam kết bằng văn bản một cách rõ ràng, minh bạch trên hợp đồng, có chữ ký xác nhận từ cả hai bên. 2. Không phát sinh chi phí. Bạn chỉ cần thanh toán một lần duy nhất, toàn bộ các giáo cụ học tập, dịch vụ chấm chữa bài là hoàn toàn miễn phí, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào. 3. Không học dàn trải. Với lộ trình tinh gọn, lớp học chuyên môn hóa giúp bạn đạt được kết quả nhanh chóng trong thời gian ngắn nhất. 4. Không lãng phí thời gian. Với đội ngũ giáo viên, nhân viên túc trực 24/7, PT Helper luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất. 5. Không đùn đẩy, lảng tránh trách nhiệm. Tại đây, PT Helper luôn lắng nghe, trân trọng những ý kiến phản hồi, góp ý từ các quý học viên. Chúng tôi cam kết xử lý mọi vấn đề khúc mắc mà học viên gặp phải. PT Helper, cùng bạn kiến tạo tương lai.